À, chào các bạn. Tiếp theo mình nghiên cứu về định dạng cái trang PCTF. Thường á, thì chúng ta thường định dạng cái trang trước khi chúng ta đi định dạng cái nội dung để tránh cái việc chúng ta phải thực hiện định dạng nhiều lần. Thì để mà định dạng trang á, thì chúng ta chọn layout này, PCTF. Thì chúng ta sẽ có cái hộp thoại này. Trong này nó có thẻ margin này, để quy định về lề trên này, lề dưới này, lề trái, lề phải, rồi là trang ngang, trang dọc, hay là cái thẻ pay thì chúng ta có thể quy định được cái khổ giấy, ví dụ khổ giấy A3, A4 hay vân vân. Hay thì ví dụ như bây giờ chúng ta có một tài liệu là cũng có 3 trang như này. Đấy, thì hiện nay tài liệu này nó chỉ có một cái session thôi, cho nên nó không có hiện cái session 1, session 2 lên đây. Rồi, tiếp theo bây giờ tôi tiến hành là định dạng cái trang. Thì chúng tôi chọn layout này, chọn setup này. Đấy, thì chúng ta có thể chọn margin này để quy định cái lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Thì thường chúng ta định dạng cái trang để sau này chúng ta in ra và đóng tập lại á, thì chúng ta quy định bên trái nó nhiều hơn bên phải. Ví dụ như ở đây chúng ta định dạng là cái bên ở trên là 2 cm, ở dưới 2 cm, bên phải cũng là 2 và bên trái là 3,5, và ở đây là trang ngang. Ở đây chọn là nó một cái đã chọn tất cả các trang đều có cái margin như nhau. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta định dạng cái khổ giấy, ví dụ ở đây là khổ giấy là A4. Rồi, như vậy chúng ta đã quy định được khổ giấy A4 và các cái lề của văn bản. Tiếp theo bây giờ, ví dụ như trường hợp như chúng ta in ra hai mặt á, thì cái trang chẵn á sẽ nằm sau cái trang lẻ, mặt sau của trang lẻ. Thì cái biên bên trái của trang chẵn này này sẽ nằm về phía sau biên bên phải của trang lẻ, mà biên bên phải của trang chẵn là nó có 2,5 thôi, mà biên bên trái của trang lẻ thì 3,5. Thì như vậy nó có thể là nó làm bị che mất cái chữ của cái mặt sau đi, che mất chữ của mặt sau. Thì bây giờ mình có thể định dạng bằng cách là trang lẻ thì biên bên trái nhiều hơn, còn trang chẵn thì bên phải nhiều hơn, để khi in hai mặt á thì đảm bảo mặt nhiều nó đều nằm về một phía, nằm về phía cái gãy đó. Thì để làm việc đó chúng ta chọn lại là page setup lại, và trong cái chỗ margin này này chúng ta chọn cái chỗ là page multi page, chúng ta chọn là mirror mirror và vẫn ok. Rồi, như vậy bây giờ các bạn thấy ở bên trái của trang lẻ là nó nhiều hơn, còn đối với trang chẵn thì bên phải nó nhiều hơn. Tiếp theo bây giờ cái tài liệu này có 3 trang, muốn quy định cái ở giữa, trang ở giữa là trang ngang, còn lại là trang dọc. Thì bây giờ sẽ đặt con trỏ ở trước này và bẻ gãy một cái session này, bẻ gãy net pay. Rồi bây giờ xem thử, như vậy chúng ta có này session 1, session 2. Rồi, session 2. Tiếp theo bây giờ thì bẻ thêm một lần nữa, bẻ gãy thêm một lần nữa. Layout, break và next page. Ok, bây giờ chúng ta có này, session 1, session 2, session 3 về sau này. Rồi bây giờ tôi đứng ở session số 2. Đứng session số 2 này. Và chúng ta thực hiện định dạng. Page setup. Và chọn cái trang ngang. Và chúng ta chọn là this session. Ok. Thì mình sẽ gọi là các cái trang là dọc, ngang, dọc, dọc, dọc. Ngoài ra chúng ta có một cái cách khác, đó là ví dụ như bây giờ đây tài liệu ban đầu chúng ta không có cái session nào cả, thì chúng ta có thể thực hiện định dạng thẳng cái trang ngang trực tiếp luôn, không cần phải bẻ gãy cái session trước. Thì các bạn có thể đặt con trỏ tại cái trang số 2, layout, cái setup. Ở đây chúng ta chọn trang ngang
Và diễn ra chúng ta chọn là This Boy For War. Ok. Rồi, thì như vậy từ vị trí đó về sau là nó đã thực hiện định dạng cái trang ngang rồi. Tương tự chúng ta ở vị trí này chúng ta lại định dạng là bắt đầu từ vị trí này về sau là trang dọc. Thì như vậy ta sẽ có là dọc, ngang, dọc. Thì chúng ta lại làm lại dọc và từ vị trí đó về sau. Ok. Như vậy chúng ta có là dọc, ngang, dọc. Thực ra khi chúng ta chọn This Boy For War thì word nó cũng đã bẻ gãy thành 3 section như cái cách 1 ở đầu. Thì như vậy đây, thực tế word nó cũng đã tách ra thành 3 section, section 1, section 2 và section 3. Và section 2 là trang ngang, còn section 3 với section 1 là trang